Sau đây chúng ta sẽ chuyển qua một YouTube. Đây là một cũng rất quan trọng và cũng rất hay. Ở hôm này chúng ta rất đơn giản, chúng ta sẽ vào cái video trên YouTube và copy đường đường link về để thêm mới vào thôi. Đây là cái đường link video clip giới thiệu về trung tâm Athena. Tôi sẽ copy cái đường link này và dán vào sao chép vào một YouTube và thêm mới. Tôi sẽ dán vào đây, hiển thị ra là link hợp lệ. Các bạn có thể thêm vào tiêu đề link hoặc ghi chú. Ở đây tôi chỉ chọn view thôi, nếu bạn nào muốn comment á thì thêm vào, muốn like thì thêm vào. Mà tôi mục này thì tôi chỉ chọn view thôi. Sau đây tôi sẽ thêm thêm vào. Thông báo hiện lên là đã thêm thành công. Đây. Ở đường link này, hạn của nó sẽ còn khoảng 19 ngày nữa. Đây dấu tích là tôi chỉ chọn xem thôi, không like hay comment gì hết. Nếu các bạn muốn thì các bạn cứ tiếp vào. Đây là đường link của tôi. Vậy là chúng ta đã cấu hình xong tài khoản trang web cũng như những cái thứ liên quan. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chạy iClick.